khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 101: làm cha mẹ không tôn trọng lão sư. Ngày trước nghề dạy học rất thanh cao, chân thật là tú tài nghèo. Họ không có tiền, thế nhưng họ có địa vị rất cao trong xã hội. Không luận bất cứ trường hợp nào, ngay trong yến tiệc, vị chủ tọa nhất định phải là vị thầy giáo dạy học. Không như hiện tại, đại khái phần nhiều là quan cao chức trọng, hoặc giả là người giàu có, họ đều được ngồi vào ghế chủ tọa. Ngày trước thì không như vậy. Ngày trước là tú tài nghèo làm chủ tọa. Đây là gì vậy? Tôn trọng văn hóa chính là tôn trọng đạo đức, tôn trọng luân lý, tôn trọng học thuật họ đã được dạy từ nhỏ. Trường học hiện tại, bạn nói xem, học trò làm sao biết kính trọng thầy cô? Trong mắt của cha mẹ không có thầy cô, không tôn trọng thầy cô, làm cha mẹ đối đãi với thầy cô như thế nào? Với trường học, đối với thầy cô xem như là mua bán. Bạn là người mua bán tri thức, tôi là khách hàng của bạn. Tôi đã bỏ tiền ra thì bạn cố gắng mà dạy. Học trò không vừa ý, quay về nói với gia trưởng, gia trưởng còn quở trách thầy cô, còn giáo huấn thầy cô. Nếu như thầy cô trừng phạt học trò, họ còn đi báo quan. Bạn nói xem, thầy cô làm sao dạy được học trò nữa đây? Ngày trước thầy cô trừng phạt học trò, trừng phạt là việc rất bình thường, khẽ lòng bàn tay, phạt quỳ, chúng tôi thường đã bị qua. Chúng tôi bị thầy cô xử phạt, đương nhiên vẻ mặt cũng rất khó coi, có lúc khóc thút thít quay về nhà. Trong nhà cha mẹ hỏi có việc gì xảy ra, bị thầy cô quở phạt rồi. Đến ngày thứ hai, cha mẹ chúng ta nhất định bảo chúng ta mang lễ vật cảm tạ thầy cô, cảm ơn thầy cô đã dạy bảo. Hiện tại cái phong khí này không còn nữa, thì những trẻ nhỏ này làm sao có thể dạy được tốt? Ở trong tam học có một chữ giới, quy củ đều phải tuân thủ. Trong gia đình hiểu được quy củ, ông bà cha mẹ trưởng bối đều yêu thương con cháu. Nếu như con cháu phạm lỗi lầm, cha mẹ chúng xử phạt chúng, chúng có chỗ để nương dựa. Lúc này thì phải làm sao? Làm người lớn phải nhanh chóng tránh mặt, để cho chúng thể hội được sự tôn nghiêm của cha mẹ. Nếu như bạn luôn chiều che chở, vậy thì tương lai của những đứa trẻ này không có cách gì để quản giáo. Việc này chúng ta cũng xem thấy rất nhiều. Đây là việc trong nhà của mọi người, chúng ta đã xem thấy rồi mà cũng khó nói. Chỉ có lúc khi giảng kinh mà nói. Giảng kinh nói thì thế nào? Khi bạn nghe được rồi, bạn chính mình mà phản tỉnh. A-di-đà-phật.
Nam mô A Di Đà Phật.